kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, giá phân bón ngày 1 tháng 8 năm 2021, thị trường ure DAP kali tuần này giao dịch trầm lắng. Ure đã bắt đầu nhập khẩu lại từ Trung Quốc, tuy nhiên một số nhà máy sản xuất phân bón ở Trung Quốc ngừng xuất khẩu. Ở khu vực Tây Nam Bộ, phân ure Cà Mau 600.000 đến 650.000 đồng một bao, Phú Mỹ 610 đến 640.000 đồng, Ninh Bình 590.000 đến 610.000 đồng, Trung Quốc 530.000 đến 560.000 đồng. Phân DAP Hồng Hà 850.000 đến 890.000 đồng, Đình Vũ 760 đến 780.000 đồng. DAP nâu Trung Quốc 730.000 đến 760.000 đồng, Philippines 810 đến 830.000 đồng, Hàn Quốc 890.000 đến 930.000 đồng. Phân kali biển Cà Mau 560.000 đến 600.000 đồng, Phú Mỹ 570.000 đến 600.000 đồng, Israel 440.000 đến 480.000 đồng, Canada 420.000 đến 460.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau 540.000 đến 590.000 đồng, Ba Con Cò 520.000 đến 560.000 đồng, Phú Mỹ 550.000 đến 590.000 đồng, Việt Nhật 540.000 đến 570.000 đồng, NBK 20-20-15 Ba Con Cò 770.000 đến 800.000 đồng, Bình Điền 750.000 đến 780.000 đồng, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 760 đến 790.000 đồng, Phân Lân Super Long Thành 300.000 đến 330.000 đồng. Ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, phân ure Cà Mau 640.000 đến 680.000 đồng, Phú Mỹ 650.000 đến 670.000 đồng, NBK 20-20-15 TE Bình Điền 770.000 đến 800.000 đồng, NBK 20-20-15 Bình Điền 760.000 đến 790.000 đồng, Phân Lân Văn Điển 200.000 đến 210.000 đồng, NBK 16-16-8 Cà Mau 600.000 đến 630.000 đồng, Phú Mỹ 600.000 đến 630.000 đồng, Phân Kali Miễn Cà Mau 540.000 đến 580.000 đồng. Trên đây là giá phân bón để quý bà con mình tham khảo nha. Cũng lưu ý đến quý bà con, đây là giá phân bón trên mỗi bao 50kg và nó còn chênh lệch tùy theo quý bà con là mua tiền mặt hay mua đầu tư, mua vận chuyển hay là mình tự chở về nhà. Đó, rồi đoạn đường vận chuyển dễ hay khó, xa hay gần nữa mà sẽ có cái sự chênh lệch nhất định nha quý bà con nha. Thì kênh Nhà Nông Miền Tây cũng lưu ý đến quý bà con một vấn đề là hiện nay là dịch bệnh đang rất là phức tạp và rất là nhiều nơi áp dụng chỉ thị 15, 16. Thì quý bà con mình lưu ý để mình giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho gia đình của mình, cũng như là đảm bảo là chúng ta không có vi phạm chỉ thị, thực hiện đúng 5K để an toàn cho chính mình trước hết bà con nha. Cảm ơn quý bà con đã lựa chọn kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Quý bà con có thể bình luận trực tiếp vào kênh để chúng ta có thể trao đổi thêm nhiều nội dung khác nữa. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều và hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh Nhà Nông Miền Tây nha. Xin kính chào.